Nha, cả nhà mình hôm nay cho các bạn nha, cho các bạn nha. Hôm nay mình đi dịch được nha, đi chào các bạn chứ. Nhớ ta chưa? Đấy. Cho bạn đi, chào bố. Chào bố. Đi cầu thang. Lên tầng 2 khu đốc nha. Chỉnh cao lên, cầm cái tân cân cân gạt đi. Đó đó, trực thăng kia. Nhìn thấy kia trực thăng đang bay kia. Kinh, chị Ly đang đi trực thăng à? Bấm lại bấm. Cái này có thể lên được cái sao? Lên bấm lên được không? Không bấm ở đây. À, thế à? Tin ra là trực thăng. Đưa nhìn chị đi lại trực thăng nhá. Dạ. Cao hả? Wow. Chị đi làm policy. Wow. Chị Liên để cho từ nó cao lên cao nữa. Để kê cho nó lên cao xem. Cao kinh khủng à. Chị đi lại trực thăng. Ừ. Để kê cho nó lên. Nó có lên đấy, lên cao rồi đấy. Lên cao đấy, kê nó, cho nó lên nữa. Linda. Linda lại trực thăng sơ. Phân nhấn đi, nhấn. Đừng nhìn ngoài, này nè. Nhìn nó trước á, con nhìn qua cái kính có thấy gì không? Kinh. Ồ, kinh trực thăng nhưng mà khiếp nhỉ. Chào đi chào.
Nhé, yeah, chào các bạn. Nghe tiếng trực thăng. Trực thăng này. Vẫn chưa hết hả? Đây là khu độc tòa màn hình to vật vạ nha. Và mẹ Trang đang ngồi chờ nè. Tinh 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 tinh. Yo. Kéo cái mùi lên đi, yo. Kéo cái mùi lên. À. Mình vừa lên tầng 3 rồi đấy. Lên một tầng nữa nha. Đi cẩn thận. Ba ba bố. Đi đừng đi như thế, con cẩn thận con. Nhảy quá, nhảy quá. Wow, có cả xe máy kìa. Xe máy đi giao pizza. Đẹp nhỉ, chỗ này em làm được. Cái đồ cũ nào đẹp. Đấy. Đẹp phụ sư đẹp không? Đẹp thực sự đẹp không? Thực sự đẹp không? Linh đi đi. Đẹp à? Wow. Đẹp chưa? Wow. Wow. Đi đâu đấy? Bên này có chỗ đi đá rồi, phải còn riêng. À.
tất cả chỗ thái bình này, chỗ đi đại này, hai chị em trời, phòng vệ sinh rất chết chuẩn, cho mà quay tí, chỗ đi đại con đi đâu, chỗ đi đại con thấy con nữa, đẹp chưa, uống đi cho cũng cho quay. Đấy, chú đi đá cho mẹ mình khổ. Kinh không? Tao đẹp rồi. Wow. Đưa lại đi tao tiếp vào. Mẹ Trang lại mất tiền tiếp rồi. Chị đi đây. Ôi ôi, mua xe gì vậy? Xe đua hả? Wow. Wow, chú ngồi trước trẻ con chơi à? Cái này đi nguy hiểm à? Con lái xe à? Cái này đua đấy. Có xe không? Lái xe lên đi. Không. Hả? Bố có. Chào nha. Chờ tí. Con lái đi, con lái đi. Chờ tí, chờ tí. Nó phải từ từ sao? Đấy. Incest coi. Chưa cho tiền vào. Nó ăn tiền nè. Từ từ, cẩn thận. Đó, cẩn thận. Đấy, bắt đầu nè. Wow. Đi lại máy bay hả? Cầm lên. Kinh. Ôi, nhìn đã lại á. Kinh. Nhìn đã đang đua xe. Kinh. Gúp, xe nhảy. Linda đang đua xe. Xe nó chạy kinh nhá. Wow. Linda đang đua xe. Cảm giác đua xe kinh nhá. Kinh. Nhảy hay là gì? Không, em thử xem. Kinh. Đây là em đấy. Linda đang đua xe. Kinh. Chạy đi. Kinh. Linda đi xe kinh nhá. Các bạn nhìn thấy Linda đua xe không? Wow, cẩn thận cái húc. Lần là gì? Kinh thật nhỉ? Đúng, cảm giác đúng là cảm giác kinh. Kinh thật. Kinh. Linda đua xe kia chưa? Cảm giác đua xe thế nào Linda? Đã không con? Ừ. Hết tiền. Bắt được đấy. Về đi kia. Bắt được tội phạm mà Linda, bắt được tội phạm mà. Con này cảm giác thế nào, đua xe thế nào, bắt tay phạm sướng không? Sướng không? Sướng. Khoe với các bạn thế nào?
Mà thích lắm. Mình sợ nó rung rung rung. À, sao thế? Tìm á? Tìm. Lý cởi dây ra con. Con cởi dây ra. Cởi ra phải sắp dây cho chuẩn vào. Bắt trò chơi à? Này 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 này. Dừng dây tay đuổi theo. Hôm nay không có quả bóng. Có, đang đi chụp này. Đang đi chụp bóng này. Con này ra. Hả? Để bỏ con này ra. À, đá bóng rồi, đá bóng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó phải bỏ. Wow. Ê, bóng đâu? Như đây bóng đây. Yeah. Yeah. Không được. Của anh thì số hiện tại của anh là thua 2-0. 2-0 thuộc về bên đội Chile. Ôi wow, tỷ số chính là 3-1. Bây giờ 3-1 rồi, 4-1 rồi, thì nhanh đấy. Chưa đứng dậy. Thôi 4-1. Wow. Chỉ số 5-1. 5-1 rồi nhé. Yeah. 1-2. Đây. Yeah. Wow. Thì tổ 2-1 của anh đã thắng. Ôi, 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 thì số 2 đi. 3-1. Chơi 4-3. Wow, game over. Con chơi đi. Đi treo vào dừa đấy, treo lên đây. Lại tiếp tục đá bóng. Đá bóng. Yeah. Điều. Cái này ngày xưa nhiều ổng lắm mà nó cắt bớt cái nó đít rồi. Điêu đang đá bóng. Đây, ở giữa, ở giữa. Đúng rồi. Sơ gì thấp mà. Ở giữa.
Mm-hmm.